Rồi, chúng ta lại tiếp tục nhá. Thì trong video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu về cái thằng 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 gì ta? Thằng thằng gì nhỉ? Mình đã quên bố rồi. Video trước chúng ta tìm hiểu về thằng gì ta? Về thằng đó là thằng sử dụng multi router rồi, đúng không? Router view. Thì trong video này chúng ta tìm hiểu về thằng redirect nhá. Rồi thì tại sao mà mình lại nói về cái thằng redirect này? Bởi vì thằng này thực ra chúng ta sử dụng áp dụng nhiều là nhiều ở trong cái phần chúng ta xử lý cái passport hoặc là cái author ở trong khi mà chúng ta sử dụng thằng Vue.js làm một cái platform cho cái thằng frontend của chúng ta, đúng không? Như vậy thì mọi người sẽ thấy rằng nếu mọi người đăng nhập vào những cái hệ thống mọi người ví dụ của Google, bạn sẽ thấy rằng là khi mà đăng nhập ấy, thì bạn sẽ được redirect sang một cái link. Và cái link đấy sau đó chạy một cái khoảng thời gian nào đấy thì nó sẽ redirect lại cái link user các bạn đúng nha. Đấy, thì ở đây thằng VZ nó cũng cung cấp cho các bạn cái khả năng đấy, tức nghĩa là bạn sẽ redirect sang một cái link nào đấy và các bạn sẽ thực hiện một công việc nào đấy, sau đó thì khi mà được chấp thuận thì nó sẽ redirect về cái link cũ đấy, cái link mà các bạn quy định cho cái link đó đúng nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chạy thử luôn này. Thực ra nó khá là dễ, ở đây thì mình sẽ dùng cái mức là chúng ta sẽ dùng, còn việc sau này nó xử lý ra sao thì vào hệ thống gọi là về hệ thống đầy đủ thì mình sẽ nói về thằng redirect này, được chưa? Đấy, còn đây là chúng ta đã dùng nó là cách gọi là cách dùng trước đã để mà chúng ta biết được rằng thằng Vue.js cũng có khả năng về redirect, được chưa nhỉ? Rồi thì bây giờ ví dụ giờ mình sẽ vào trong thằng route, được chưa? Mình sẽ tạo ra một thằng nhá, mình sẽ tạo ra một thằng. Ví dụ em mình sẽ tạo ra một thằng đấy là ví dụ path đi. Thì đây các bạn muốn cái link mà các bạn muốn pass sang, ví dụ ở đây sẽ là author, đúng không? Author redirect. Redirect được chưa? Và khi mà xử lý xong rồi thì mình sẽ redirect lại cái link, đúng không? Redirect. Các bạn viết đúng vào cái từ này nhá. Và mình sẽ là redirect xong thì mình sẽ chuyển về trang chủ cho người dùng, đúng không? Sẽ là homepage. Đấy, cái chỗ nét lại, được chưa? Thế giờ nếu mà mình ra ngoài trình duyệt mình gõ là author redirect thì nó sẽ chuyển lập tức ngay về thằng homepage này nhỉ. Thử đi. Bây giờ thử này. Chúng ta sẽ có là redirect author redirect chứ nhỉ. Đấy bạn thấy không? Thì nó sẽ chuyển ngay lập tức của chúng ta về cái thằng đó, thằng user này chứ nhỉ. Đấy, thấy không? Lại nhá. Author này. Author này gạch ngang redirect này, được chưa? Ok, link như này nhá, mình ấn một cái này thì nó chuyển ngay lập tức chúng ta về thằng dashboard, được chưa nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong về cái thằng redirect đúng nha. Và cái lượng thời gian mà nó redirect đấy là dựa theo cái thời gian mà các bạn quy định khi sau này các bạn làm việc với cái thằng đường link của thằng đường link trung gian đấy, đúng nha. Đấy. Sau này các bạn xử lý cái việc author redirect này, các bạn nhận về hoặc là các bạn đưa người dùng đến một cái form đấy để người dùng nhập tài khoản, các bạn hay gặp kiểu là đăng ký tài khoản Google đúng không? Thì cái này nó họ sử dụng rất là nhiều này. Họ redirect tới một cái box client của cái bên dịch vụ thứ ba, ví dụ Google, Facebook hoặc Twitter đấy. Sau đấy xử lý và các bạn nhập tài khoản xử lý xong, sau đó thì nó sẽ redirect lại cái link chính xác của cái trang web đấy, chính là trang homepage nhỉ. Đấy. Thì nó sẽ có một cái trường next, thì cái đấy mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta đã hiểu là nó sẽ có một cái này để chúng ta phục vụ cho sau này đúng nha. Ít nhất là nếu mình không nói được thì các bạn cũng đã biết và các bạn sẽ tìm hiểu nó dễ hơn, được chưa? Đấy. Rồi thì video mình dừng ở đây thôi. Video này nó chỉ có thế thôi mà. Video này nói về thằng redirect thì nó chỉ có tí tẹo thôi. Nó chả có gì cả. Và trong video sau của chúng ta sẽ gọi là setup cái cache cho tất cả các route của chúng ta nhá. Còn nó là cái gì thì từ từ.